Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Lòng thiếu tri thức, ấy chẳng phải một điều hay, và kẻ nào vội bước bị vấp phạm. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va. Sự giàu có kết nhiều bậu bạn, còn kẻ khó khăn, giàu bạn cũng lìa bỏ. Chứng gian nào chẳng bị phạt, và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi. Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi, và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật. Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người. Phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người. Người lấy lời đuổi theo chúng, chúng chẳng còn đó nữa. Ai có được sự khôn ngoan, thương mến linh hồn mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng, tìm được phước hạnh. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội, phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận, và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét, còn ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Sự biếng nhác làm cho ngủ mê, và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Người hay nóng giận dữ tợn sẽ phải mang hình, vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa. Hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo hối, để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình, và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến. Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo. Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức. Kẻ hãm hại cha mình và xô đuổi mẹ mình là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục. Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy, khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức. Chứng gian tà nhạo báng sự công bình, và miệng kẻ dữ nuốt tội ác. Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng, và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội. Chương 20. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào. Phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét, ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống mình. Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người. Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi. Vì có mùa đông, kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng. Qua mùa gặt, nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết.
mưu kế trong lòng người ta như nước sâu. Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? Người công bình ăn ở cách thanh liêm, những con cháu người lấy làm có phước thay. Vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác. Ai có thể nói, ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi? Hai thứ trái cân và hai thứ lường, cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều do bản tánh nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng? Hãy mở mắt ra thì sẽ được no nê bánh. Kẻ mua nói rằng, không tốt, không tốt, đoạn đi và tự khoe khoang mình. Có vàng và nhiều châu ngọc, song miệng có tri thức là bửu vật quý giá. Hãy cầm lấy áo hắn vì hắn có bảo lãnh cho người khác. Hãy buộc họ một của cầm bởi họ đáp thế cho người đàn bà lạ. Bánh nhờ dối gạt mà được, lấy làm ngon ngọt cho người, nhưng kế sau miệng người đầy sạn. Nhờ bàn luận các mưu kế được định vững vàng, hãy đánh giặc cách khôn khéo. Kẻ nào đi theo lẽo bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Sáng nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu, và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước. Chớ nói, ta sẽ trả ác, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con. Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, và cây cân giả nào phải vật tốt lành. Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định. Vậy loài người hiểu đường lối mình sao được? Nói cách hấp tấp rằng vật này là vật thánh, và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta. Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác và khiến bánh xe lăn cán chúng nó. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng. Chương 21. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ. Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi, vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo, còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. Thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Lòng kẻ giữ ao ước điều ác, kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức. Có một đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác,
đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thịnh nộ, của hối lộ đuốc vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn. Làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công bình, nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Người lầm lạc xa đường khôn sáng sẽ ở với hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Kẻ ác là một giá chuộc người công bình, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình và tôn trọng. Người khôn ngoan leo lên thành dõng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách, nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu ngạo của nó. Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Có người trót ngày ham hố quá, nhưng người công bình ban cho không chắc lót. Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc, phương chi họ đem đến mà có ác tưởng. Chứng dối giả sẽ hư mất đi, nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi. Kẻ ác tự làm mặt chai mài đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 28. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài, hỡi hòn đá tôi chớ bịt tai cùng tôi, kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng? Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Ngài, xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, song trong lòng lại có gian tà. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Đức Giê-hô-va là sức lực và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Chương 10. Trong thành Cesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Si-môn nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Si-môn là thợ thuộc gia,
nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng: ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cọt-nây, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cọt-nây trả lời rằng: đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng: hỡi Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Si-môn là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Si-môn thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại,
lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng, ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng, ta đứng cầu nguyện trong thành Giô-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thế, có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọt nây. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng, hãy sai tới thành Giô-bê mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Si-ren đến thành An-ti-ốt cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnaba đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cretian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất.
Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.